lạnh lẽo, tối tăm, đáng sợ. Và bạn bè của bạn có sở thích chơi khăm bạn. Hôm nay bạn sẽ học cách sống sót trong tự nhiên mà không giống như Robinson Crusoe. Một cuối tuần sống ngoài tự nhiên, thật tuyệt. Ra thôi nào, chúng ta tới nơi rồi. Quăng chiếc điện thoại của bạn đi. Chiếc vali này chứa đựng mọi thứ cần thiết để sống sót. Hy vọng bạn làm được. Tạm biệt, ở lại vui nha. Này, chờ đã. Chúa ơi, liệu chúng ta có sống nổi không? Mình tự hỏi anh ấy để lại gì cho tụi mình. Một sợi dây, một cái lon, một chiếc kính lúp, băng keo và giấy vệ sinh. Chờ đã, cậu vừa nói giấy vệ sinh à? Chính là thứ mình cần ngay bây giờ. Wow, bạn tôi đã có chiến lợi phẩm đầu tiên. Trứng cút. Ừ, mình tìm thấy chúng trên đường đi. Cậu biết đấy, phá tổ chim không phải việc tốt, nhưng đây là cuộc chiến sinh tồn và chúng tôi không có thức ăn. Bây giờ thì chúng tôi có một bữa trưa ngon lành, nhưng cần nấu chúng lên đã. Tuyết, chúng mình có một chiếc kính lúp. Để thắp lửa, bạn sẽ cần kính lúp và một số cành khô. Chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp qua kính lúp. Kiên nhẫn là một đức tính tốt. Nhìn này, cành củi bắt đầu bốc khói rồi. Wow, cậu như là Prometheus vậy. Bây giờ chúng mình chỉ cần tìm vài chiếc đĩa. Tại sao lại cần lon Pepsi? Khoét một lỗ trên lon bằng dao tiện lợi. Bỏ bó củi cháy vô đó. Đập trứng vào đáy lon. Trứng chiên nhỏ được làm trong điều kiện sống còn có cảm giác ngon hơn. Rất ngon. Chúng mình no rồi. Vậy chúng ta đi tiếp chứ. Berry này, thích quá. Đừng vội, mấy quả nhỏ màu đen này là hắc kỷ tử. Chúng không ăn được đâu. Nhưng mấy quả này khá hơn này. Bạn có thể ăn được quả tầm xuân. Thậm chí bạn có thể dùng thay trà. Wow, chúng mình tìm thấy nước rồi. Mình khát quá. Đừng vội, nó chắc chắn không sạch. Đừng lo, chúng mình có một chiếc khăn tay đây. Nó sẽ giúp lọc nước. Xé một mảnh vải nhỏ. Lấy vài cái que. Cắm chúng xuống cát. Căng miếng vải lên các cái que. Làm thành 3 lớp. Lấy cát thô, một ít cỏ và một ít than. Đặt cỏ vào lớp trên cùng. Lớp trũng thứ hai là cát và đá. Dưới cùng là than. Lấy hai chiếc cốc. Một chiếc để lấy nước từ sông và rót vào cột lọc. Đặt chiếc thứ hai dưới cột lọc. Rót thành dòng nhỏ để nước được lọc. Wow! Một hệ thống lọc nước 3 lớp. Đừng quên đổ nước đầy bình. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể đun sôi nước.
nhìn cái gì dưới sông kìa? Một con tôm hùm nhỏ. Đến đây nào tôm nhỏ. Nó là một nguồn protein dồi dào đó. Bạn cần làm một chiếc bẫy. Tháo quần tất của bạn ra đi. Nhặt một số cành leo, uốn thành vòng. Căng chiếc tất trên đó. Gắn vòng cây vào que. Tạo thành một chiếc lưới và bắt tôm. Để xem tụi mình có bắt được con nào không. Wow, có nhiều hơn một con. Giờ thử nấu chúng lên xem. Chúng ta đã có một đống củi khô rồi. Hai cô gái tạo lửa. Và họ đặt những con tôm trực tiếp lên than. Khi vỏ tôm chuyển màu đỏ là có thể ăn được rồi. Ngon tuyệt. Ở đây đẹp quá. Trong những lúc như thế này, thật dễ dàng quên rằng bạn không thể thay quần áo. Túi trang điểm đang ở nhà. Và bạn sẽ phải qua đêm trong một chiếc lều tự chế thay vì một chiếc giường thoải mái. Vịt kìa, thật lãng mạn. Cẩn thận chút, đừng để ngã xuống sông. Bạn không có đôi giày nào để thay đâu. Úi, bạn ướt chân rồi. Không có thời gian để buồn đâu. Chúng ta cần nhặt vài viên đá. Và cành khô. Thêm nhiều cành khô nữa. Ướt giày hiển nhiên là vấn đề lớn. Nhưng chúng ta cần nghĩ cách dựng lều đã. Lắp ráp một chiếc lều từ các cành cây. Một chiếc lều tạm thời đã hoàn thành. Nghỉ ngơi thôi. Giờ chúng ta cần lo cho đôi giày bị ướt. Tạo một đống lửa trước lều. Thả vài viên đá vào lửa. Khi đá nóng lên, đặt chúng vào giày của bạn. Cách này khiến giày khô nhanh hơn. Nhân tiện, bạn có thể dùng quả thông làm nhiên liệu cho đống lửa. Giày khô rồi nè. Vậy, giờ có phải thời điểm thích hợp để uống trà không nhỉ? Dựng một cái giá bằng cành khô. Buộc dây thép vào cổ chai. Gắn chai vào thanh ngang. Đây là mẹo đặc biệt khi bạn không có ấm hoặc cốc kim loại. Đừng quên tháo nắp, nếu không chai sẽ nổ tung. Chai có thể bị biến dạng hoặc tan chảy nhẹ, nhưng nó không cháy được đâu. Thấy bong bóng không? Nước đang sôi rồi. Cho quả tầm xuân vào trong cốc. Đổ thêm nước sôi vô. Khi rót nước, đừng chạm vào chai nhé. Bạn có thể bị bỏng đó. Trà đã sẵn sàng rồi. Ngon tuyệt. Giờ chúng mình đều ấm rồi. Ngày đầu tiên của dự án sống sót đã thành công. Chúng mình có thể đi ngủ được rồi. Bạn có nghĩ rằng ngày mai họ sẽ đến đón chúng mình không? Bạn có thích những mẹo để sinh tồn của chúng mình? Bạn có đồng ý dành một ngày cuối tuần hoang dã như vậy trong rừng không? Hãy để lại bình luận nhé!
Và đừng quên thích video này, đăng ký kênh của chúng mình và click vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những ý tưởng hữu ích từ Trôm Trôm Select.